Quý cô bác, anh chị kính mến, mình là Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Trong không khí hân hoan của ngày Tết, mình được Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị năm mới. Xuân sang Tết đến khắp gần xa, phúc đức an khang chúc mọi nhà, lão thọ trường hào thêm sức khỏe, tử tôn tài trí được vinh hoa, công tư lộc phát thêm thuận tín, xã hội phồn vinh nhân thế hòa, như ý cát tường an lạc hưởng, năm nay giáp thìn khải hoàn ca. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay hữu ích thì hãy like chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Đúng 2 tháng đầu năm 2024, Thái Lộc Xuân mới, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, tổ tiên mách nước. Biết được thiên cơ, làm ăn chúng lớn, đổi đời ngoạn mục, sắm nhà to hơn, tậu xe xịn hơn, tiền về tới tấp, cực giàu có. Canh Tuất vận số cuộc đời, một tay lo liệu trở xoay dễ dàng, cuộc đời gánh chịu nạn tai, điếu khách chiếu mạng có ngày tật mang, là người trung chính ngang tàng. Ý chí vững mạnh gia đằng lập nên, trung niên đã được vững bền, tuổi già hưởng phúc đảo điên qua rồi, giáp thìn xấu tốt từng hồi, làm lành lánh giữ cơ ngơi vững vàng. Vâng, kính thưa quý anh chị Canh Tuất thân mến, với chúng ta mà nói, hầu hết ta thường loay hoay thiết lập hướng đi cho tương lai của mình, để rồi sau đó chứng kiến con tàu đời mình cứ trôi chạy lòng vòng, va vào đủ thứ loại cản trở, có người buộc phải dừng bước hoặc gục ngã, nhưng cũng có người lại kiên cường đứng lên để tiến về phía thành công. Chỉ khi vượt qua được mọi chướng ngại, thì tấm bản đồ hiển nhiên sẽ lộ bày ra trước mắt, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu khúc mắc đều được tháo gỡ, và thế là con tàu cuộc đời của ta chỉ việc căng buồm là băng băng đến thành công. Và cuộc đời người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 cũng là một câu chuyện được kể như vậy, ở tuổi trẻ nếm bao đắng cay vấp ngã, thậm chí là mất mát thất bại. Nhưng trong 2 tháng đầu năm 2024 trở đi, cuộc đời của họ sẽ như con diều no gió dương cánh vươn tới thành công, giàu sang phú quý và quyền lực. Vậy, để biết được vận trình, vận số cuộc đời của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ diễn ra như thế nào? Thì xin mời cô bác và anh chị hãy cùng đi tìm hiểu cùng với Minh Đường Tử Vi ngay bây giờ nhé. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về lá số tử vi của gia chủ tuổi Canh Tuất trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Quý vị hãy dành ra 1-2 phút để chúng ta cùng chiêm nghiệm lại về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Canh Tuất chúng ta đã biết. Khi mà chúng ta biết được vận trình tổng quát của năm thế nào thì chúng ta xét luận đoán theo từng tháng thì mới được chuẩn xác. Có cách căn cứ để chúng ta luận đoán được chính xác nhất. Và ngay bây giờ, chúng ta cùng đi vào lá số tử vi năm 2024 của những gia chủ tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nam mạng và nữ mạng. Người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, hay còn gọi là tự quan chi cầu, tức là chó nhà chùa, dương mạng tuổi âm 55 tuổi, sinh tử, ngày 6 tháng 2 năm 1970 đến ngày 26 tháng 1 năm 1971, ngũ hành bản mệnh thoa xuyến kim, tướng xương. Xương con chó, tướng tinh con cáo. Canh Tuất sinh năm 1970 nạp âm hành kim, do can canh, dương kim ghép với chi tuất, dương thổ, ta có thổ sinh nhập kim, chi sinh can, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành. Thuộc lứa tuổi có căn bản vững chắc, thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, sinh vào mùa thu và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh. Canh Tuất có nhiều kim tính trong tuổi, khi kim vượng hay suy thiếu chất hỏa kiềm chế các bộ phận như phổi, ruột, dễ bị suy yếu khi lớn tuổi. Canh Tuất thuộc mẫu người sắc sảo, quyền biến, cứng rắn, độc đoán, nên dễ trở thành độc tài khi nắm quyền trong tay, mẫu người sống khép kín, ít cởi mở nên cô đơn trong hành động cũng như trong tình cảm. Đặc tính của căn canh, canh cô mậu quả, thêm tính chất của chi tuất là đa năng, trực tính, phần lớn sớm xa gia đình. Tuổi Canh Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Những người này coi trọng danh dự và chữ tín, một khi đã hứa, tuổi Canh Tuất nhất định sẽ thực hiện. Canh Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng,
Họ không bao giờ vì tiền tài vật chất địa vị mà đánh mất đi giá trị phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, tuổi Canh Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Trên đường đi nếu thấy người khác gặp khó khăn, tuổi Canh Tuất nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Họ có tinh thần trượng nghĩa và luôn làm những việc có ích cho xã hội. Thế nhưng đôi khi họ lại bị hiểu lầm là những con người nhiều chuyện, bảo thủ. Nếu thấy việc làm của người khác là sai trái, tuổi Canh Tuất sẽ không vội vàng trách móc, to tiếng. Họ đặt mình vào vị trí của những người khác và suy nghĩ đánh giá. Đó thực sự là cách giải quyết rất thông minh, thấu tình đạt lý. Họ sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện buồn, lời tâm sự, đồng cảm với khó khăn của người khác. Bởi vậy, tuổi Canh Tuất luôn được mọi người xung quanh yêu quý, tin tưởng. Số mệnh của Canh Tuất mang đầy đủ đặc trưng của người Thiên Can Canh. Chữ Canh số ấy cô đơn, được nên danh phận lại võ công hầu. Nếu không kể cúi người chầu, thì cũng được hưởng những nghề khéo tay. Nợ duyên cách trở sớm mai, trai đôi ba vợ, gái đôi ba chồng, gái đời hiu quạnh cô đơn, gia đình chẳng cậy chỉ nhờ người dưng, hậu lai nhờ đức ông bà, về già được hưởng an nhàn lộc trên. Nam mạng Canh Tuất không phải tuýp người ưa nịnh nọt, mềm mỏng để lấy lòng người khác. Một khi đã nảy sinh xung đột với một người khác, họ sẵn sàng phản ứng lại một cách vô cùng mạnh mẽ. Nhưng khi đã qua rồi thì họ cũng là người không bao giờ để bụng. Đây là một người có tấm lòng bao dung. Song họ cũng là người tồn tại nhược điểm, đó chính là thiếu lòng tin đối với người bên cạnh mình. Với họ không một ai có thể lấy được niềm tin trọn vẹn của họ cả. Họ sẽ luôn đặt dấu chấm hỏi với tất cả những gì xảy ra xung quanh mình, dẫu biết rằng họ có thể có được tất cả nhờ đôi bàn tay của mình. Nhưng trên hành trang của mình, nếu Canh Tuất biết trang bị thêm sự tự tin, thì chắc chắn họ sẽ gặt hái được rất nhiều sự thành công rực rỡ. Họ cũng là những người coi trọng gia đình, luôn đặt vai trò của gia đình lên hàng đầu. Chính vì thế họ sẽ là điểm tựa đáng tin cậy cho người bạn đời của mình. Nhìn chung, phải bước vào giai đoạn trung vận cuộc sống của người tuổi Canh Tuất mới thực sự có nhiều khởi sắc. Nữ mạng tuổi Tuất 1970 thường có số kiếp khổ trước sướng sau. Từ nhỏ đến lớn cuộc đời có nhiều khó khăn vất vả, tuy nhiên càng trưởng thành, hậu vận sẽ được cải thiện rất nhiều. Nữ mạng thường có vận may về con cái, sống an nhàn và hạnh phúc về già. Theo tử vi, tuổi Canh Tuất 1970 nữ mạng có sức khỏe rất tốt và thường thọ từ 80 đến 92 tuổi. Vận trình người tuổi Canh Tuất trong năm Giáp Thìn 2024. Về tổng thể, bước sang năm Giáp Thìn, tình hình sức khỏe của người tuổi Tuất sinh năm 1970 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi bản mệnh phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung thái tuế. Gia chủ cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bản mệnh cũng cần lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Xét về địa chi, người tuổi này là Tuất, gặp năm 2024 địa chi Thìn, thuộc vào mối quan hệ tương xung, chính là tuế phá của chính bản mệnh. Đây là năm công việc của người tuổi này gặp phải nhiều bất lợi cũng như khó khăn đưa tới. Trong năm này công việc dễ đưa tới những thay đổi và sức khỏe không được tốt, bản thân nếu ốm đau năm Giáp Thìn có thể lâu khỏi và chuyện buồn đưa tới. Ngoài ra, đây là năm tiền bạc cần tiêu pha nhiều cho công việc hoặc cho cuộc sống. Xét về thiên can của người tuổi này là Canh, ngũ hành kim, gặp thiên can giáp ngũ hành mộc của năm 2024 là quan hệ tương phá. Trong năm nhiều bất đồng hay mâu thuẫn có thể đưa tới cho mối quan hệ thành viên gia đạo. Theo tử vi tuổi Canh Tuất 2024 thì điều này có thể ảnh hưởng tới tình cảm gia đạo, sức khỏe có thể không được tốt, hao tiền tốn của. Đây cũng là năm người tuổi này nên chú ý về các khoản chi tiêu. Xét về mối quan hệ ngũ hành, theo tử vi tuổi Tuất 1970 năm 2024, ngũ hành thuộc kim, gặp ngũ hành thuộc hỏa của năm 2024 là quan hệ khắc nhập, xấu. Năm này người có ngũ hành bản mệnh kim dễ ốm đau bệnh tật, nên sức khỏe chủ về không được tốt, việc kinh doanh làm ăn gặp nhiều trở ngại và dễ đưa tới thua lỗ, mối quan hệ gia đạo không được hòa thuận, có chuyện bất đồng, mâu thuẫn và lục đục. Đây cũng là năm người tuổi này nên hạn chế những khoản đầu tư kinh doanh hay mở mang công việc. Xét theo vận niên, theo tử vi tuổi Tuất 2024, trong năm Giáp Thìn tuổi Canh Tuất gặp vận niên dương thảo ngạn, tức dê trên bờ cỏ, hình ảnh dê ăn cỏ non đầy đủ, báo hiệu một năm sung túc, đầy hy vọng, danh cũng nên mà lợi cũng thành, là thời điểm lý tưởng để gặt hái thành quả rực rỡ trong đời. Về tình cảm, tuy mọi thứ đang theo chiều hướng tốt đẹp đấy, nhưng đừng ỷ tài danh đắc thành rồi lại phóng túng, mập mờ trong các mối quan hệ mà tự mình mất phước, cát bỗng chuyển hung khó lường bất chắc. Xét vận hạn năm 2024 tuổi Canh Tuất. Tam tai 2024, tuổi Canh Tuất không phạm tam tai, tốt.
Kim Lâu 2024, tuổi Canh Tuất phạm Kim Lâu Thân, hại cho bản thân không được tuổi xây dựng nhà cửa hoặc đứng ra lo liệu đại sự trong nhà. Hoàng Ốc 2024, tuổi Canh Tuất không phạm Hoàng Ốc, không phạm Kỵ nếu tiến hành xây dựng nhà cửa trong năm. Xét về tuổi Canh Tuất Nam Mạng. Sao chiếu mệnh, năm 2024 Nam Mạng tuổi Canh Tuất có sao La Hầu chiếu mệnh, đây là hung tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn, chủ về thị phi phiền muộn. Sao La Hầu ảnh hưởng với tuổi Canh Tuất có tính cách hiếu thắng, nóng vội, còn nếu mệnh chủ luôn sống lương thiện đức độ, tránh xa thị phi thì không cần phải lo lắng. Luôn có kế hoạch đề ra, chú ý đến giấy tờ hợp đồng thì sẽ tránh được phiền phức, mọi dự định mong muốn được thực hiện đạt kết quả như ý. Vận hạn, Nam Mạng tuổi Canh Tuất năm 2024 gặp hạn tam kheo, chủ về chân tay, đau mắt, do đó bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe của mình. Đi lại đường xa phải cẩn thận an toàn cho bản thân, muốn giảm được tác động xấu của hạn này, Canh Tuất Nam Mạng nên thăm khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra tình hình. Mệnh chủ nên duy trì những thói quen tốt để cải thiện tinh thần và thể chất, càng bớt mong cầu, sống đơn giản thì càng hạnh phúc bình an. Mời quý tín chủ quan tâm theo dõi nội dung luận giải chi tiết về tử vi tuổi Canh Tuất, Nam Mạng 2 tháng đầu năm 2024 dựa trên các phương diện, công danh, sự nghiệp, tài chính, tình cảm, gia đạo và sức khỏe. 1. Công việc sự nghiệp. Thầy tử vi có đưa ra luận giải chính xác rằng, trong 2 tháng đầu năm 2024 này, sự nghiệp của Nam Mạng tuổi Canh Tuất đã đạt được thành tựu nhất định. Không áp lực kinh tế nên mệnh chủ làm việc khá nhẹ nhàng, thoải mái, gặp vấn đề gì cũng có kinh nghiệm giải quyết. Nếu có ý định đầu tư trong 2 tháng đầu năm nay, mệnh chủ cần có sự tính toán suy xét, là người cần mẫn chăm chỉ, Nam Canh Tuất thường đảm trách xử lý những công việc quan trọng. Lời khuyên 2 tháng đầu năm này cho chủ mệnh là nên ưu tiên sức khỏe của mình, không nên làm việc lao lực để giữ có tâm tính bình hòa, giảm lo âu, từ đó sẽ điềm tĩnh để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. 2. Tài chính. Lá số tử vi tuổi Canh Tuất chỉ rõ vào 2 tháng đầu năm Giáp Thìn, tình hình tài chính của quý anh tuổi Canh Tuất vẫn giữ được sự ổn định. Công việc chính của mệnh chủ vẫn đem lại những nguồn thu đều đặn, là người chi tiêu tiết kiệm, lối sống giản dị, nên Canh Tuất Nam Mạng đã sớm lo liệu được quỹ tiết kiệm dự phòng tương lai cho mình. Thời gian này, các anh tuổi Canh Tuất sẽ có nhiều niềm vui từ việc con cháu báo hiếu, quan tâm, mệnh chủ chỉ cần giữ lối sống mộc mạc, chi tiêu hợp lý thì tiền tài không còn là mối bận tâm lo nghĩ, đời sống sẽ an lạc thoải mái hơn và trở thành động lực cho con cháu noi gương. 3. Tình duyên gia đạo. Nam Mạng tuổi Canh Tuất 1970 sống tình cảm, nhưng kín kẽ, ít khi bộc lộ ra bên ngoài, bởi vậy, quý anh Canh Tuất trong gia đình là người ít nói, nghiêm khắc, nhưng hành xử rất đúng đắn và mẫu mực. Thầy Chiêm Tinh Tử Vi cho biết, 2 tháng đầu năm 2024, gia đạo của Nam Canh Thất êm ấm hòa hợp, hạn chế sự nóng giận, biết lắng nghe và động viên sẽ giải quyết được những xung đột mâu thuẫn trong gia đình. Sự thấu hiểu, chia sẻ của Nam Mạng Canh Tuất với người bạn đời con cháu sẽ giúp các thành viên đồng cảm gắn kết với nhau hơn. 4. Sức khỏe. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất với Nam Canh Tuất vào thời điểm này, bởi vậy, mệnh chủ nên thiết lập những thói quen tốt để chăm sóc sức khỏe, thường xuyên thăm khám để có những điều trị kịp thời. Sức khỏe tốt sẽ là nền tảng để mệnh chủ hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. 2 tháng đầu năm 2024, Canh Tuất Nam Mạng nên cải thiện đời sống tinh thần minh mẫn, tích cực, tâm tốt thì mọi hoàn cảnh đến với mình cũng sẽ tốt. Dù gặp chuyện không thuận lợi cũng bình tĩnh đối diện, hành xử bằng đạo đức thì mọi thứ sẽ êm đẹp. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta cùng xét đến lá số của Canh Tuất nữ mệnh. Sao chiếu mệnh. Năm 2024 nữ mạng tuổi Canh Tuất có sao Kế Đô chiếu mệnh. Trong hệ thống cửu diệu niên hạn, sao Kế Đô là hung tinh chủ về thị phi, hao tiền, nữ giới gặp sao Kế Đô nếu giữ cho tinh thần tích cực, làm việc tử tế, phúc đức, hiền lành thì sẽ giảm nhẹ được vận hạn. Năm nay nữ mạng Canh Tuất cần kiểm soát bản thân, dĩ hòa vi quý trong lời ăn tiếng nói, làm việc cẩn trọng, không bốc đồng, luôn có sự tính toán kỹ lưỡng thì sẽ tránh được tổn thất. Vận hạn, nữ mạng tuổi Canh Tuất năm 2024 gặp hạn thiên tinh, vận hạn này chủ về sức khỏe, kiện cáo, để giảm trừ những ảnh hưởng xấu của hạn này. Mệnh chủ nên chú ý cẩn thận khi ký kết giấy tờ, hợp đồng, đọc thật kỹ các điều khoản tránh nhầm lẫn. Về sức khỏe thì nên chăm sóc đường ruột thật tốt, ăn uống điều độ, cung cấp thực phẩm lành mạnh cho cơ thể thì sẽ giúp tăng cường đề kháng, phòng trừ bệnh tật. Mời tín chủ theo dõi những luận giải chi tiết về tử vi tuổi Canh Tuất, nữ mạng 2 tháng đầu năm 2024 dựa trên các phương diện, công việc, sự nghiệp, công danh, tài chính, gia đạo.
sức khỏe được tổng hợp trong phần dưới đây. 1. Công việc, sự nghiệp. Theo những dự báo hiện trong lá số tử vi năm 2024 này, thầy phong thủy cho biết nữ mạng Canh Tuất năm nay 55 tuổi, đa số đã đến độ tuổi nghỉ hưu. Đây cũng là thời điểm quý chị nên hài lòng với các thành tựu đạt được cho đến hiện tại của mình. Mọi công việc sẽ bớt đi những áp lực, đi theo quỹ đạo mới hướng về trong gia đình nhiều hơn, là người cần mẫn chăm chỉ. Quý chị Canh Tuất thường duy trì công việc nhẹ nhàng, đúng sở trường, sở thích, để mỗi khi rảnh rỗi không bị nhàm chán. Tuy nhiên, 2 tháng đầu năm 2024 này, mệnh chủ nên giảm khối lượng làm việc lại để tránh tinh thần lo âu, căng thẳng. 2. Tài chính. Theo dõi cung mệnh của 12 con giáp trong từng tháng nhận thấy, 2 tháng đầu năm Giáp Thìn, tình hình tài chính của quý chị Canh Tuất được dự báo khá ổn định. Quý chị vẫn có một số nguồn thu nhập đều đặn từ buôn bán kinh doanh hàng tháng, lương hưu. Với đức tính giản dị cẩn thận nên mệnh chủ đã sớm có khoản tiền tiết kiệm dự phòng cho mình. Thầy tử vi có lời nhắc cải mệnh dành riêng cho các chị tuổi Canh Tuất, đó là vào 2 tháng đầu năm này, bên cạnh việc tiết kiệm, mệnh chủ cũng nên đầu tư cho sức khỏe, trải nghiệm và hưởng thụ cuộc sống. Nữ mạng Canh Tuất 1970 nên thăm thân, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch đây đó để có thêm nhiều niềm vui, cảm xúc tích cực. 3. Tình duyên gia đạo. Tuổi Canh Tuất 1970 nữ mạng là người phụ nữ đảm đang, dành cả cuộc đời để vun vén và lo toan cho gia đình. Ở độ tuổi 55, mệnh chủ lúc nào cũng làm gương mẫu mực, đối nhân xử thế đúng đắn, được mọi người yêu quý. 2 tháng đầu năm 2024, phương diện gia đạo của nữ Canh Tuất sẽ êm ấm, thuận hòa nếu mệnh chủ giữ tâm tính ôn hòa, hạn chế sự nóng giận. Nếu biết lắng nghe hòa giải mâu thuẫn trong gia đạo thì sẽ gieo được mầm yêu thương, hàn gắn kết giúp gia đình luôn thịnh vượng. 4. Sức khỏe. Sức khỏe là điều vô cùng quan trọng với nữ mạng tuổi Canh Tuất khi bước sang độ tuổi 55. Có sức khỏe thì sẽ có được tất cả, mệnh chủ vì thế nên hình thành những thói quen tốt, thực hiện lối sống lành mạnh, thường xuyên vận động, khám sức khỏe định kỳ để chăm sóc cơ thể tốt nhất. Hơn nữa, muốn cho thân không có bệnh thì tâm phải không có bệnh. Vì thế nữ tuổi Tuất 1970 nên dành những thời gian rảnh rỗi để thiền định, tu tập, rèn luyện sức khỏe từ trong ra ngoài, tâm trí an lành thì bệnh tật sẽ được đẩy lùi. Bây giờ chúng ta cùng xét về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Canh Tuất trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024 âm lịch. Đầu tiên, chúng ta xét về tháng 1 âm lịch, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Theo tử vi năm 2024 của 12 con giáp, thầy tử vi có nói, do ảnh hưởng của hung tinh ngũ quỷ và thiên nguyệt, nên tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ có tháng 1 khá ảm đạm và không có nhiều vận may mỉm cười. Cặp đôi hung tinh này sẽ khiến Canh Tuất lao đao trên nhiều phương diện của cuộc sống và thường xuyên vấp vào những rắc rối từ trên trời rơi xuống. Vốn dĩ tuổi Canh Tuất mang canh, tức canh cô mậu quả, đinh trong căn mệnh là người cô đơn, khép kín, lại thêm vào đó, trong cuộc sống do hoàn cảnh sống đưa đẩy, nên tính cách của Canh Tuất này càng thêm thâm trầm, sống nội tâm, khó gần, có thể ngày nào cũng ở nhà, không chịu mở cửa chào hỏi người thân và bạn bè khi họ đến thăm, chắc chắn sẽ gây ra nhiều tác động tiêu cực khác nhau và khiến danh tiếng ngày càng xấu đi. Trong giai đoạn này, người tuổi Canh Tuất được khuyên nên mở lòng và giao tiếp nhiều hơn với gia đình, bạn bè, đồng thời, trong cuộc sống hàng ngày, anh chị cũng cần quan tâm đến gia đình nhiều hơn và đối mặt với cuộc sống với tâm trạng vui vẻ trước khi có thể cống hiến hết mình cho công việc một cách nghiêm túc. Đặc biệt, tín chủ Canh Tuất cần phải kiềm chế cảm xúc của mình. Nếu gặp rắc rối gì thì cần bình tĩnh và giải quyết cẩn thận chứ đừng có nóng nảy và làm ầm ĩ lên. Điều này chỉ khiến tín chủ thêm xấu hổ và mất uy tín mà thôi. Đặc biệt, Minh Đường Tử Vi cũng có lời nhắc nhở rằng, đầu xuân năm mới con giáp Canh Tuất này cũng nên đề phòng tiểu nhân vây quanh mình. Do mệnh chủ quá tốt nên nhiều người ghen ăn tức ở chỉ chờ sơ hở để đạt điều bôi nhọ, nói xấu Canh Tuất không thương tiếc. Họ càng xấu tính Canh Tuất càng phải sống thẳng lưng và sống tốt để không ai có thể ức hiếp được Canh Tuất. Tử vi tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Xem tử vi cho bản mệnh tuổi Canh Tuất, thầy Chiêm Tinh Tử Vi có cho biết, người tuổi Canh Tuất bước vào tháng 2 âm lịch năm 2024. Với vận khí khá hanh thông phơi phới, bản mệnh được nhị hợp quý nhân nâng đỡ, công việc tiến triển tốt, có cơ hội thăng tiến rõ ràng. Bên cạnh đó, các giao dịch làm ăn trong tháng tiến hành khá thuận lợi, tuổi Canh Tuất nhanh nhạy nắm bắt cơ hội, chủ động tìm kiếm và khai thác thị trường, nên có nhiều định hướng phát triển và mục tiêu rõ ràng chứ không mông lung như trước nữa. Một khi đã khóa được mục tiêu, tuổi Canh Tuất cứ thế triển khai theo đúng kế hoạch dự kiến, hứa hẹn kết quả bất ngờ. Tài vận khởi sắc, chính tài tăng mạnh,
mang theo cơ hội tăng lương cần chủ động nắm bắt, đặc biệt đối với những người tuổi Canh Tuất làm ăn, kinh doanh, buôn bán, làm tư, làm chủ. Trong tháng 2 âm này sẽ có lộc trời ban, ký kết hợp đồng thuận lợi, doanh thu tăng đột biến. Thêm nữa, trong tháng 1 vài khoản cho vay nay bản mệnh thu hồi lại được, thu nhập trong tháng đến từ nhiều nguồn, cứ làm là có tiền, Canh Tuất không lo túng thiếu. Người độc thân có thể bị một trong những người tình cũ tìm cách thuyết phục quay lại, hoặc thậm chí là quấy rầy, bản mệnh cần giữ vững lập trường, đừng để tình cảm bị lung lay kẻo lại đi vào vết xe đổ. Về sức khỏe, tuổi Canh Tuất chú ý đi lại cẩn thận đề phòng họa huyết quang do thiên hình gây ra, thầy tử vi cảnh báo. Quý tín trụ Canh Tuất cần chú ý chân tay có thương tật, thậm chí nghiêm trọng phải động chạm dao kéo. Tổng kết lại, dựa vào những yếu tố phân tích phía trên có thể nhận định rằng 2024 là năm nhiều khó khăn, vất vả và áp lực đối với người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Trong năm công việc làm đa phần tự do bản mệnh cáng đáng, không nhận được sự hỗ trợ từ người thân hoặc bạn bè. Có thời điểm làm ăn gặp trục trặc, thậm chí vướng vào kiện tụng, tranh chấp gây hao tổn sức lực và tiền bạc. Người làm công ăn lương cần hạn chế xích mích với đồng nghiệp và lãnh đạo, hãy chú ý cách hành xử, không nên cứng đầu, cứng cổ, không chịu phối hợp với mọi người xung quanh. Bạn vẫn còn rất nhiều thiếu sót, vì vậy cần chú ý học hỏi không ngừng thì mới tránh được sai lầm, tìm ra hướng phát triển đúng đắn. Với người làm kinh tế, hãy thận trọng trước những chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu của đối thủ, đừng vội vàng chạy theo xu thế thị trường mà không quan tâm đến tình hình thực tế, cũng như năng lực của bản thân, nếu không thì bạn sẽ rất vất vả mà kết quả cuối cùng chưa chắc đã được như mong muốn. Về tài lộc, năm này tiền bạc kém may mắn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, tiền vào túi đã khó lại dễ bị hao tán, một năm đủ ăn cũng đã tốt, rồi sức khỏe phát sinh nhiều vấn đề, nhất là các bệnh về xương khớp hay liên quan đến mắt, vừa mệt mỏi lại tiêu hao nhiều tiền bạc để chữa trị. Gia đạo nhìn chung không xảy ra vấn đề nào nghiêm trọng, nhưng mâu thuẫn nhỏ thường ngày vẫn khó tránh, trong năm có nhiều áp lực đè nặng. Đương sự không nên giấu trong lòng mà hãy tâm sự với người thân của mình, người nhà có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đưa ra lời khuyên quý giá giúp bạn khắc phục vấn đề. Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm 2024 và phong thủy may mắn trong năm 2024 giúp tín trụ Canh Tuất xua hung đón cát, tăng tài tụ lộc, vượng vận khí suốt cả năm. Đối với tuổi Canh Tuất nam mạng, năm 2024 nam Canh Tuất có thể giảm trừ tác động xấu của sao La Hầu và hạn Tam Kheo bằng cách tu tâm dưỡng tính, gieo nhân duyên lành, làm nhiều việc thiện để tích lũy phước báu. Cổ nhân có câu, người làm điều thiện thì trời lấy phúc mà trả lại, kẻ làm điều bất thiện thì trời lấy họa mà trả lại. Mọi sự nỗ lực làm việc có ích cứu người đều sẽ được đền đáp. Hàng ngày Canh Tuất nam mạng có thể tập thể dục nhẹ nhàng, thiên định để tĩnh tâm, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, bên cạnh đó thay đổi thói quen, nói không với việc hút thuốc uống rượu, chất kích thích, nếu có để bảo vệ tốt cho các cơ quan trong cơ thể. Mặt khác, người xưa quan niệm vào năm sao xấu chiếu mệnh, có thể làm lễ cúng dâng sao dài hạn. Nghi lễ này được thực hiện vào đầu năm tại chùa hoặc tại nhà, lễ vật chuẩn bị tùy tâm không cần cầu kỳ, thể hiện được lòng thành kính và sự tôn nghiêm. Đối với tuổi Canh Tuất nữ mạng, năm 2024 nữ Canh Tuất muốn giảm trừ tác động xấu của sao Kế Đô và hạn Thiên Tinh có thể làm lễ dâng sao dài hạn. Nghi lễ này thực hiện vào đầu năm tại gia hoặc tại chùa, mệnh chủ chuẩn bị lễ vật tùy tâm, thể hiện lòng thành kính và sự tôn nghiêm. Điều quan trọng nhất để tiêu họa là mệnh chủ nên hướng thiện, khởi tâm làm nhiều việc tốt giúp đỡ người khác tốt lên. Nếu làm việc tử tế, sống đúng đắn thì sẽ nhận được những điều may mắn. Cát tường, tích lũy phúc đức không chỉ có lợi cho bản thân mà còn tạo điều kiện tốt đẹp phát triển cho con cháu đời sau. Vật phẩm phong thủy. Tuổi Canh Tuất có thể đeo mặt Phật bản mệnh hoặc vòng tay trầm hương để cầu bình an, sức khỏe, may mắn trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Canh Tuất 1970 được Phật A-di-đà hộ mệnh. Khi đeo mặt Phật A-di-đà bên mình, tuổi Canh Tuất sẽ nhận được sự che chở, dẫn đường chỉ lối của Đức Phật, mệnh chủ 1970 thuộc hành kim. Vì thế nên ưu tiên chọn mặt Phật từ đá mã não trắng, tương hợp, hoặc mặt Phật từ đá mắt hổ vàng nâu, tương sinh, sẽ rất tốt cho bản mệnh. Trầm hương thiên nhiên giúp cải thiện sức khỏe, tinh thần của con người, tuổi Canh Tuất đeo vòng tay hoặc chuỗi 108 hạt trầm hương sẽ hóa giải những năng lượng lo âu, giúp tinh thần được thoải mái, thư giãn. Phong thủy may mắn cho tuổi Canh Tuất năm Giáp Thìn 2024. Để cầu tài lộc, danh vọng, làm ăn phát đạt,
May mắn trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Canh Tuất 1970 có thể ứng dụng các yếu tố phong thủy dưới đây. 1. Chọn người hợp tuổi sông nhà. Đầu xuân năm mới, người Việt ta có phong tục chọn tuổi đẹp sông nhà mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Theo quan niệm của người xưa, vị khách đầu tiên ghé nhà sau thời khắc giao thừa là người sẽ quyết định may mắn, phước lành của năm đó. Nếu đó là người hợp tuổi, hiền lành, sống đức độ thì sẽ mang tới cho gia chủ nhiều tài lộc, thịnh vượng. Trong 12 con giáp, gia chủ tuổi Canh Tuất 1970 hợp với người tuổi Dần, Ngọ, theo tam hợp, Dần Ngọ Tuất hoặc hợp tuổi Mão, theo nhị hợp Tuất Mão. Ngoài ra, Canh Tuất nữ mạng mệnh thủy có thể chọn người mệnh kim tới sông nhà vì kim sinh thủy. Vào thời khắc chào đón năm mới Giáp Thìn 2024, gia chủ tuổi Canh Tuất có thể mời các tuổi đến sông nhà sau đây: Ất Mão 1975, Bính Dần 1986, Canh Ngọ 1990, Mậu Dần 1998, Kỷ Mão 1999, Nhâm Ngọ 2002. Khi chọn người hợp tuổi đến sông nhà, gia chủ không phân biệt giới tính nam hay nữ, bản thân người đến sông nhà cũng đang làm việc tốt đẹp nên sẽ được hưởng những điều an lành, may mắn như gia chủ. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Bản mệnh Canh Tuất nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ sau giao thừa đến 1 giờ sáng để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu, sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Tuổi Canh Tuất khi xuất hành đi lễ chùa, thăm nhân thân, vui xuân đầu năm nên chọn những ngày đẹp, xét theo cả âm và dương lịch. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thứ ba, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024. Thứ năm, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024. Thứ tư, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày 24 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024. 3. Khai xuân, khai trương, mở hàng. Khai trương ngày tốt, tháng hiền hòa, phúc lộc trăm năm mãi nở hoa, chọn ngày đẹp khai xuân mở hàng vốn là nét đẹp trong văn hóa người Việt từ bao đời nay. Khởi đầu thuận lợi được coi là kích hoạt vận may tài lộc, thu hút thành công may mắn cho cả năm. Ngày mùng 2, mùng 4, mùng 7 tháng giêng là những ngày có nhiều cát tinh tốt cho bản mệnh Canh Tý, lựa chọn khai xuân vào những ngày này để cầu công danh, tài lộc cho năm mới.
Tuổi Canh Tuất năm 1970 nên chọn ngày lành tháng tốt trước khi tiến hành công việc. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024. Chủ nhật, ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024. Thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2024. Chủ nhật, ngày 16 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024. Thứ tư, ngày 26 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024. 4. Vật phẩm cầu tài lộc may mắn. Tuổi Canh Tuất có thể đeo mặt Phật Di Lặc hoặc vòng tay tỳ hưu bên người để cầu tài, cầu lộc, khai thông vượng khí, thu hút may mắn. Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm hoan hỷ, sự an lạc và phước báu viên mãn. Canh Tuất đeo mặt Phật Di Lặc để cầu may mắn cát tường, sức khỏe dồi dào, mọi công việc được thuận buồm xuôi gió. Sinh năm 1970 mệnh Kim, vì thế chủ mệnh nên chọn mặt Phật từ đá mắt hổ vàng nâu tương sinh hoặc đá mã não trắng tương hợp sẽ rất tốt cho bản mệnh. Trong phong thủy, tỳ hưu là linh vật có sức mạnh chiêu tài hút lộc, giúp người làm ăn kinh doanh buôn giữ tìm tiền bạc của cải. Tuổi Canh Tuất có thể đeo vòng tay tỳ hưu để cầu cuộc sống sung túc, thành đạt và thịnh vượng. Năm 2024 tuổi Canh Tuất hợp màu nâu, nâu đất, vàng đậm, màu thuộc hành thổ. Tuổi Canh Tuất 1970 mệnh Kim hợp với các màu thuộc hành kim và hành thổ. Riêng trong năm 2024, chủ mệnh hợp nhất với màu thuộc hành thổ vì những màu này tương sinh với hành hỏa của năm Giáp Thìn. Như vậy, Canh Tuất trong năm 2024 hợp màu nâu, nâu đất, vàng đậm, màu thuộc hành thổ. Thưa quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ về lời Phật dạy, lúa chín cúi đầu. Người càng khiêm tốn càng nhiều phúc báo, nền tảng của lương thiện là khiêm tốn, khởi nguồn của tà ác chính là ngạo mạn, lúa càng chín càng rũ đầu cúi thấp. Nói lời khiêm tốn chính là một cảnh giới của sự tu dưỡng, khiêm tốn là mở lòng dung nạp người khác, tôn trọng người khác, là tinh thần không ngừng đạt đến sự hoàn mỹ khiêm nhường như hẻm núi, không ngại hạ mình thành khẩn thỉnh giáo, không vì tư lợi, không làm nổi bật bản thân, gặp người hiền đức thì học hỏi phấn đấu, gặp kẻ xấu tự kiểm điểm bản thân. Cổ nhân dạy, lấy nghiêm khắc để kiềm chế bản thân, lấy khoan dung để đối đãi với người khác, tu dưỡng đức hạnh trung tín, khiêm nhượng mà không tranh giành, tu dưỡng để có được lòng tự tin, khiêm tốn có đủ năng lực để người khác tín nhiệm, như thế mới trở thành người không bị lạc mất mỹ đức căn bản nhất. Cố chấp khăng khăng giữ ý kiến của mình, tự cho mình là đúng, tự cho mình là giỏi, đều chỉ làm cho vật chướng ngại, cản trở mình tăng lên mà thôi. Lão Tử nói, thượng thiện nhược thủy, nước tuy mềm mại, nhưng nước chảy đá mòn, nhu thắng cương, trời không nói gì, bốn mùa hưng thịnh, vạn vật sinh sôi, đất có tính nhu hòa, người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật, những lời này giảng hết sức đúng. Trong dịch thư có nói, đạo lý của trời, bất luận thế nào mọi sự kiêu ngạo tự mãn sẽ khiến cho người đó phải chịu thiệt thòi, còn người khiêm tốn sẽ giúp cho người đó nhận được nhiều lợi ích. Do đó, những người rộng lượng, phúc ân cao dày, người lòng dạ hẹp hòi, phúc ân tất mỏng, hơn nữa khiêm nhường và kiêu ngạo cũng là vạch ngăn giữa phúc và họa. Con người chỉ cần có tâm cao ngạo sẽ ngăn trở bản thân hành đức thăng tiến, chỉ có khiêm tốn, nỗ lực đề cao làm điều nhân đức mới là ý nghĩa nhất. Vẻ đẹp khiêm tốn ôn hòa là một trong những cảnh giới cao thượng. Trong kinh dịch giảng rằng, hết thảy pháp tác làm người và đạo lý đều là thiên địa âm dương biến hóa. Trong mỗi một quẻ hào, đều có hung và cát. Quẻ hung là đề cảnh giới con người bỏ ác hành thiện. Quẻ cát là động viên, khuyến khích con người phải mỗi ngày làm một việc thiện khác. Chỉ có quẻ khiêm, khiêm nhường, làm mỗi một hào đều là cát tường. May mắn, có thể thấy, người khiêm tốn là người có tâm địa rộng lớn, có thể bao dung được hết thảy, người tâm địa rộng lượng thì phúc trạch nhất định sẽ dày rộng, người tâm địa hẹp hòi thì phúc trạch sẽ mỏng, khiêm tốn và cao ngạo sẽ tạo ra phúc báo và tai họa, cho nên làm người nhất định phải tu dưỡng đức khiêm tốn. Khổng Tử bàn việc không ngại hỏi người dưới, có vị đại phu tên Khổng Ngữ nước Vệ thời Xuân Thu thông minh hiếu học vô cùng khiêm tốn. Sau khi Khổng Ngữ qua đời, quân vương nước Vệ vì muốn người đời sau noi gương và phát huy tinh thần hiếu học của ông, nên đặc biệt phong tặng cho ông danh xưng Văn Công. Người đời sau liền tôn vinh ông là Khổng Văn Tử, Từ Cống, học trò của Khổng Tử. Ông không hiểu hà cớ gì Khổng Ngữ lại xứng đáng được đánh giá cao như vậy. Bèn hỏi Khổng Tử rằng, dẫu rằng học vấn và tài hoa của Khổng Ngữ rất cao, nhưng còn nhiều người kiệt xuất hơn ông ta, tại sao lại ban tặng cho ông danh hiệu Văn Công? Khổng Tử nói, Khổng Ngữ nỗ lực học tập, nếu có bất kỳ chỗ nào không hiểu, thì dù cho đối phương là người có địa vị hay học vấn không bằng ông cũng rộng lượng khiêm nhường mà thỉnh giáo, không coi việc thỉnh giáo những người có địa vị, học vấn không bằng mình là chuyện đáng xấu hổ.
Đây chính là điểm khó có được, thông minh, hiếu học, không ngại hỏi kẻ dưới, mới xứng gọi là văn, do đó ban cho ông danh hiệu văn công không có gì không xứng đáng cả. Từ Cống liền minh bạch sự tình, bản thân Khổng Tử cũng vậy, ông học vấn uyên thâm, nhưng vẫn khiêm tốn học hỏi người khác, làm gương cho học trò. Gia Cát Lượng khiêm nhường nghe lời can gián, Gia Cát Lượng tài đức vẹn toàn, được hậu thế tôn xưng là chí thánh. Trong Tự Miễn, Tự Khích Lệ, ông có nói, kiêu giả chiêu hủy, vọng giả nhẫm họa, kẻ kiêu ngạo tự chiêu mời diệt vong, kẻ làm bừa tự rước họa vào thân, không bao giờ ỷ công ngạo mạn, không tranh công đổ lỗi, dám gánh vác trách nhiệm, một lòng hành thiện. Trong lịch sử ghi chép ông trị nước thuộc rằng, khoa giáo nghiêm minh, thưởng phạt tất tín, vô ác bất trừng, vô thiện bất hiển. Khoa giáo nghiêm minh, thưởng phạt công minh, không tội ác nào không bị trừng trị, không điều thiện nào không được tuyên dương. Gia Cát Lượng cả đời cầu người hiền như khát nước, lại giỏi can gián. Sau khi đảm nhiệm chức tể tướng, ông cho xây một đài cầu người hiền tại bến Nam Thành Đô, nhằm nghênh đón nhân sĩ tứ phương, trọng dụng một lớp nhân tài Trác Việt tài đức vẹn toàn. Hành động này được người đương thời gọi là đức cử, hành động đạo đức. Trong văn võ bá quan mà ông tin dùng, có vị nhân sĩ tên Kinh Sở, là nhân tài đất thục, lại có tướng Ngụy Ngô Hàng. Ông có tấm lòng bao dung bốn bể, độ lượng với mọi người, vạn vật, được người đời ngợi ca. Người đương thời gọi ông là quan thục đều là tuấn kiệt trong thiên hạ. Khi giải quyết việc quốc gia đại sự, ông luôn suy nghĩ vì lợi ích chung, nghe theo những ý kiến và kiến nghị khác nhau. Ông vài lần ban hành công cáo cổ vũ tướng sĩ thẳng thắn can gián, yêu cầu mọi người phê bình những sai lầm, thiếu sót của bản thân. Ông thường khích lệ và tán thưởng những người chỉ ra và đề xuất cách trị quốc lo việc đại sự có tinh thần chung với nước. Còn nói rằng nếu tất cả mọi người đều nghiêm túc, chăm chỉ, khích lệ lẫn nhau như vậy, thì hẳn Tác Lượng khả dĩ thiểu quá hỷ, sáng suốt có thể giảm thiểu sai sót. Lời Phật dạy, nền tảng của lương thiện là khiêm tốn, khởi nguồn của tà ác chính là ngạo mạn, lúa càng chín càng rũ đầu cúi thấp. Nói lời khiêm tốn chính là một cảnh giới của sự tu dưỡng, khiêm tốn là đức hạnh cao siêu mà ai cũng phải học suốt đời, khiêm tốn trong việc học, việc tu thân dưỡng tính, việc giao tiếp giữa người với người. Do đó, càng học cao học rộng thì càng phải khiêm tốn, còn nếu học nhiều mà đối xử tự cao, khinh khi với cha mẹ, anh em, thầy cô, người thân thì bản thân sẽ trở thành liều thuốc độc gây hại, đánh mất vầng hào quang trong mắt người người xung quanh và tự chuốc lấy đau khổ. Khiêm tốn sẽ chỉ cho ta thấy những thiếu sót của bản thân mình để sửa đổi, không tỏ ra kiêu căng tự mãn, nên lúc nào cũng bình tĩnh lắng nghe những ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh, nhờ vậy họ làm được nhiều việc mang lại lợi ích và được nhiều người ủng hộ. Người sống ở đời biết khiêm tốn mới học hỏi được nhiều điều hay, tu dưỡng phẩm chất đạo đức thanh cao để làm gương sáng cho người khác tu tập theo. Người khiêm tốn luôn đem lại niềm an vui hạnh phúc cho nhân loại bằng tình người trong cuộc sống với tấm lòng từ bi rộng lớn. Phật thường hay nói, cõi ta bà này chỉ là cõi tạm, vinh hoa phú quý, công danh lợi lạc, chức vụ địa vị, khi con người ta thác rồi thì còn mang được chỉ là phần hồn và công đức đã tu. Việc một bậc đại trí thể hiện phẩm chất khiêm tốn là đã tu được hai phần công đức, không ngạo mạn, kiêu căng, xem như là tu tâm tu dạ, không để tâm đến sự đời, một lòng chuyên chính tu hành cốt sao có được thành tựu, làm lợi lạc bản thân. Mọi sự thiệt hơn đều không màng đến công danh, nổi tiếng xem nhẹ cả 10 phần, công đức có được qua việc trợ giúp, đồng hành giúp người khác ngộ đạo, với người đã tu đạo thì cùng phát triển thêm. Con người dù giàu hay nghèo, nhưng học được cách lắng nghe, khiêm tốn trong từng lời nói cử chỉ, thì chắc chắn sẽ được người khác kính nể, yêu quý, đó chính là phúc báo. Còn nói quá nhiều, lại nói những lời vô ích, tự cao, tự đắc, đâm đạt bịa chuyện thì chỉ khiến người khác chán ghét, coi thường, đó chính là nghiệp báo. Nội dung luận giải trên được biên tập từ Tử Vi năm 2024 của 12 con giáp. Cảm ơn quý cô bác đã quan tâm theo dõi. Cổ nhân từng nói trong cuốn Luận Ngữ rằng, bất hằng kỳ đức, mặc thừa chi tu, phúc họa hư vinh, tất cả đều nằm ở đức của con người. Số mệnh của con người kỳ thực được quyết định bởi đức. Một người có tầm nhìn lớn, chính trực, lương thiện bất luận đi đến đâu cũng sẽ gặp thuận lợi bình an. Xuân Giáp Thìn 2024 đến mang theo nhiều niềm tin và hy vọng. Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý cô bác và gia đình một năm mới, vạn sự như ý, lộc tài tăng tiến.